Trời ơi, trời chủ trời tục là ai nhỉ? Nên đấy, ông xin rất là con bằng pin nhỉ? Cái đàm rồi mấy nhà tôi đi ra một cây nữa mà tôi nùng mà chắc thì phải để mà chắc thì là như nhom thì không biết bởi cật phật ở bên đây nhom còn phật ở bên đây nhưng mình phật ở bên đây vẫn ẻo mặt mày miền mồ thì ta miền Hưng Riếp tới trong phần đại tây là tây thì tây mà đọc kèm thì làm thì miền Riếp tới rồi còn trong đấy cùn đó ở những phần đại tây phần đại tây là đúng không thằng chồng con đầu chồng má đại tây đúng không còn một từ phần mà còn con hoàng cái ông má buôn cũng tông ấy buôn cũng phá ra ủa rồi mà ở đại tây quá tôi đi thì tôi hỏi cái tôi còn nhỏ ở đâu còn nơi cái đập phải ăn phơi nên mình phải để câu cá lúc em vào như là mai chương tâm biết chuyện thôi chứ đây đi câu mọi thứ mà phải chuẩn bị khăn đấy chứ mà gặp nó on Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.